Xin kính chào tất cả khách hàng của Ba Tư Phan. Một chiếc Hyundai Accent 2018 phiên bản đủ ATH, bao gồm có trang bị điều hòa tự động, ghế da theo xe, la răng phay và chế độ lái cruise control, cửa sổ lock. Đây là một chiếc xe phiên bản đủ, và tên gọi đầy đủ của nó đó là Accent ATH phiên bản đặc biệt. Nó được trang bị full kịch những cái option theo xe. Mà nếu như của những cái thời điểm trước thì những cái chiếc xe phân khúc hạng C mới được trang bị. Nhưng với thời buổi công nghệ càng ngày càng phát triển, khi mà sử dụng nhu cầu của người dân đó là ngoài việc đó là sử dụng một chiếc xe để đi lại, thì bên trong nó phải là có những cái trang thiết bị nội thất hiện đại, sang chảnh và phục vụ tối tân tới nhu cầu của người sử dụng. Thì phiên bản ATH này anh chị cũng nhận thấy được rằng nó là một cái chiếc xe màu đỏ tuyệt đẹp, với trang bị đèn bi giải led ban ngày cộng với lại giải led phía sau. Thì thực sự là chiếc Accent này nó nổi bật hơn rất nhiều so với những chiếc xe cùng chủng loại. Thì chiếc Hyundai Accent 2018 này thì tại công ty Ba Tư Phan đang chào bán cho quý khách hàng với cái mức giá đó là 475 triệu đồng. 475 triệu đồng ở quý khách hàng nhé. Vâng, tại thời điểm này thì cái mức giá xe nó thực sự là phù hợp với tất cả quý khách hàng đang có nhu cầu mua xe. 2018 thì anh chị cũng đã biết rồi, với cái việc đó là cái trang bị nội thất đó là ghế da theo xe. Đấy, chị nhìn thấy được là bộ ghế da theo xe, đây là ghế nguyên bản của nhà sản xuất này. Nó là ghế lì da trơn rất là hiện đại, mà cái phiên bản thường không có được. Phiên bản thường thì nó là ghế nỉ thôi. Và sau đó nó trang bị, anh chị nhìn thấy đây là trang bị gương gập điện tự động, ba kính điện, và sau đó là trang bị các phím chím chỉnh điện. Tất cả các đường nét của xe về phần nội thất nó còn rất là zin nguyên và đẹp nhé. Chủ nhân của chiếc xe này cũng đã trang bị kính dán loại xịn cho cái phần kính đi kính chống nắng này. Và sau đó chiếc xe này thì được chủ nhân trang bị của nó là có chống trơn trượt và hệ thống điều chỉnh đèn pha. Đấy, điều chỉnh đèn pha xa gần và hệ thống đèn auto tự động này, đèn auto và gạt mưa auto này, rất nhiều những cái trang thiết bị hiện đại đang trang bị cho chiếc xe này. Bản đủ thì được trang bị cruise control, chế độ đi ga tự động đấy ạ, và các phím tích hợp vô lăng đầy đủ trên bàn phím để chủ nhân của chiếc xe này có thể sử dụng dễ dàng nhất về các yếu tố xung quanh. Xe thì đang ở off đồ là 4,3 vạn xịn, 4 lốp theo xe nhé quý anh chị nhé. Vâng, anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Bên em bảo hành cam kết về cả km cho quý khách hàng. Đây, tất cả các chi tiết xe, ngay cả củ số của xe vẫn còn zin nguyên như thế này đấy ạ. Vâng, đẹp. Xe được trang bị cả hai chìa khóa theo xe. Vâng, chủ nhân của chiếc xe này trang bị rất là kỹ. Thông thường thì những chiếc xe này nó là những chiếc xe sử dụng gia đình, cho nên nó rất là cẩn thận. Đây, để ấn nổ sát tốp đây, những trang thiết bị phục vụ tiện ích nhất cho người sử dụng. Màn hình theo xe thì thực sự là cái màn hình đấy nó còn hiện đại, đó là nó còn được tích hợp cả cái chế độ đó là cảnh báo về tốc độ này, và sau đó tất cả những cái map, và những cái map mà khi anh chị đi đâu cũng rất là thuận tiện, đi những quãng đường xa thì có bản đồ chỉ đường rất là thuận tiện nhé. Đấy, xe trang bị là hệ thống, đây là bản đủ cho nên trang bị hệ thống là 6 túi khí anh chị nhé. 6 túi khí vòng xung quanh xe, rất là đầy đủ. Chế độ gạt mưa tự động nữa này. Xe thì được trang bị thêm cửa sổ lock này. Trang bị cửa sổ lock và trần giấy bóng vẫn còn nguyên theo xe. Đây, hệ thống iBus, có nghĩa là túi khí đấy ạ, vòng xung quanh xe nhé. 6 túi khí vòng xung quanh xe được thiết kế rất là đều đặn. Đấy, xe còn nguyên cả giấy bóng này, chủ nhân cũng giữ rất là giữ gìn. Khi chị mua những chiếc xe như thế này thì bên em hoàn toàn có thể là cam kết được cho anh chị về chất lượng, về giá trị của sản phẩm. Thì với 475 triệu đồng thì đây là cái thời điểm thật là tốt để cho quý khách hàng có thể mua cái chiếc xe gia đình về sử dụng. Và bây giờ thì thời điểm Covid này thì anh chị không có những cái tỉnh ở xa thì không có điều kiện để về đây nhiều được. Thì bên em có thể là thông qua những cái clip chi tiết như thế này có thể bảo hành cam kết cho tất cả quý khách hàng về chất lượng của xe, được bảo hành nguyên rin. Và khi anh chị đặt cọc từ 5 đến 10 triệu thì bên em sẽ thực hiện ship xe đến tận nhà. Hoặc anh chị trả phí cho bên em từ 1 đến 2 triệu thì bên em sẽ cho xe cứu hộ chở xe đến tận nhà để anh chị có thể kiểm tra thật là kỹ từng tất cả các chi tiết của xe nhé. Tất cả các chi tiết của xe
em cam kết là như thế ạ. Và đấy, một chiếc xe đẹp thì khi em quay thật là kỹ và anh chị sẽ cảm nhận được cái độ đẹp cũng như độ bóng của nó nhé. Lát nữa ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái phần đó là phần phân vỏ của xe. Bây giờ anh chị đang cùng em kiểm tra phần ngoại nội thất của xe. Đấy, xe em vừa rửa nước lã xong. Đấy, tất cả mọi chi tiết của xe còn nguyên rin nhé. Đây, cốp này. Đấy, những cái con ốc số 8 này chưa từng tháo mở nhé. Vậy cho nên tất cả những keo chỉ như thế này là phải zin này. Là phải zin. Và đấy, những ai mà nhìn về, có nghĩa biết nhìn về xe thì chỉ cần nhìn những con ốc này nó chưa ra thì có nghĩa là gần như cái cốp này nó không có vấn đề gì. Đấy, tất cả các đường đinh tán này. Đấy, tất cả những cái đường đinh tán như thế này nó còn nguyên rin như thế nào. Đấy, hoàn toàn có thể yên tâm. Ngay cả những con ốc khóa này vẫn còn nguyên zin như thế này thì hoàn toàn có thể là đảm bảo rằng đây là một chiếc xe mà anh chị có thể kiểm tra mọi nơi mọi lúc về cái chất lượng của nó. Đây, về khoang cốp, đây khoang cốp để đồ đây vẫn còn nguyên bản luôn, không có cái vấn đề gì cả. Đấy, tất cả còn nguyên bản, keo chỉ, những cái đường keo và tất cả cái khoang để đồ cũng còn nguyên nhé. Và đây là nốt dự phòng của xe. Vậy là về phần khoang cốp thì anh chị yên tâm rồi đúng không ạ? Ta sẽ đi về phía bên này một chút này. Đó, anh chị nhìn đấy. Với cái thiết kế đó là táp ly hai màu, đó là màu đen và màu ghi, thì thực sự nó mang lại cái sự nổi bật cũng như là độ đẹp cho cái chiếc xe Accent này. Đấy, quan trọng nó là 2018, lăn bánh được chưa đầy 3 năm nhưng mà cái chất lượng của xe thì còn gần như nguyên bản. Với những chiếc xe mà chạy gần 5 vạn thì nhìn chung là chưa hết rốt đa đâu anh chị ạ. Vâng, nó còn chất lượng vô cùng luôn. Xe thì đang được bán tại địa chỉ công ty Ba Tư Phan, số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Đấy, anh chị đến đây xem trực tiếp được xe thì rất tốt, nhưng mà bên em trong cái điều kiện dịch giã như thế này thì bên em vẫn hỗ trợ cho anh chị đến tận nhà để xem ạ. Và khi mua một chiếc xe thì ta luôn luôn hướng đến tiêu chí đó là mua một chiếc bản đủ. Bởi vì bản đủ thì nó có thêm cửa sổ lock, có thêm điều hòa tự động và có thêm hệ thống đó là đi ga tự động. Đấy, thì đó là những cái trang thiết bị mà bên trong option và hệ thống thêm 6 túi khí nữa mà chiếc xe này mang lại cho quý khách hàng. Còn lại thì bên phía bên ngoài thì bản ATH thì nó sẽ hơn bản thường, đó chính là nó được trang bị la răng phay nhé anh chị nhé. Đấy, anh chị thấy được là phiên bản ATH thì được trang bị la răng phay 5 chấu như thế này. Đấy, xe thì có một dàn lốp theo xe, đấy là lốp Hankook. Đấy, sản xuất 2018 anh chị nhé. Đấy, xe còn lốp rất dày đây. Anh chị mua xe thì hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của xe. Bên em bảo hành chủ nhân thì cũng đã lắp thêm cam táp lè rồi nè. Đấy, cam táp lè. Về thân vỏ của chiếc xe thì anh chị có thể nhận thấy được rằng với cái một cái chiếc xe cũ thì không tránh được cái phần đó là xước sát đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì anh chị sẽ cùng em khám phá ra cái phần thân vỏ của chiếc xe. Khi mà phần nội thất của xe và option của xe ta đã được tìm hiểu rồi thì bây giờ ta sẽ khám phá phần thân vỏ của xe. Đầu tiên đó là cặp đèn pha. Với cái cặp đèn pha được trang bị đó là đèn bi và giải led ban ngày và hệ thống đèn bi đèn xi nhang ba khoang như thế này thì thực sự là cái thiết kế của phiên bản Accent này nó đã vượt tầm của một chiếc xe phân khúc hạng B. Và nó khẳng định một điều là tại sao là cái dòng Accent này bán chạy và được nhiều người ưa thích và sử dụng như thế. Và những cái công nghệ tối tân nhất phục vụ người tiêu dùng đã được hãng Hyundai trang bị cho chiếc Accent này. Vâng, một chiếc xe vừa rẻ vừa bền, vừa chắc chắn và vừa nhiều công nghệ thì đó là lựa chọn hàng đầu đúng không ạ? Đấy, cái thiết kế của Hyundai Accent cộng với việc đó là cái form màu trẻ trung như thế này thì thực sự nó là cái sự lựa chọn hàng đầu với cái tầm tiền dưới 400 triệu đồng, dưới 500 triệu đồng anh chị nhé. Số tự động đi gia đình không sợ taxi dịch vụ, đó quá là yên tâm rồi. Một màu đỏ cực kỳ là đẹp, vâng, cực kỳ là bắt mắt. Những ai mệnh hỏa mà mua những chiếc xe này thì chán chê rồi. Vâng, chán chê mê mỏi luôn, thích mắt luôn anh chị ạ. Vâng, những cái đèn vàng này nó đẹp như thế này và đèn led ban ngày nó nhấp nháy đẹp lung linh cô tiên như thế này. Vâng, anh chị nào mà đang có nhu cầu thì hãy điện thoại luôn đi ạ. Vâng, điện thoại luôn để có thể mua được một chiếc xe chất lượng. Vành đúc đây, tất cả mọi thứ đều đẹp mê ly luôn, lốp theo xe cả dàn đây và xi nhang tích hợp chân gương đây, tất cả sơn xi đây anh chị nhìn đây, đẹp không ạ? Vâng, chủ nhân đã dán kính lumer để có thể là chống nắng toàn xe. Vâng, toàn kính hạng xịn rồi, đẹp
và một chiếc xe mà 475 triệu đồng. Mới cách đây mấy tháng thôi, bên em còn đang bán chiếc xe này 525 triệu đồng. Nhưng bây giờ so với thời điểm đó là giá thị trường đều giảm, cho nên bên em cũng sẽ giảm chiếc xe này theo đúng với giá thị trường. Xe mới rẻ thì xe cũ sẽ rẻ, đó là điều khẳng định như thế. Nhưng không thể rẻ như cho được, bởi vì tất cả những chiếc xe bên em bán là đều cam kết về chất lượng, cam kết về cái sản phẩm của mình bán ra. Cho nên khi anh chị đã tiếp cận được với sản phẩm của bên công ty Ba Tư Phan là anh chị tiếp cận với những cái sản phẩm chất lượng và những cái sản phẩm mà đã được bảo hành cam kết, được nhập từ đầu vào đến lúc xuất ra đều có chế độ bảo hành nguyên bản cho anh chị. Xe thì bản thân đã được trang bị cảm biến lùi phía sau, đó là trang thiết bị của hãng nhé. Tất cả những cái gì trang thiết bị của hãng thì nó đều chuẩn mực và nó đều đẹp cả. Đây anh chị nhìn cái form của xe này, nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Và cái phần trên xe cũng thế này. Tổng thể của một chiếc xe ASEAN nó thực sự là đẹp. Vâng, thực sự là đẹp và quá là chuẩn mực luôn. Chạy thì bền bỉ, bên em bảo hành 1 năm về máy và trọn đời về thân vỏ. Đi bắt bất kể phát hiện một lỗi nào, hãy điện cho bên em 0964 834 834 để được bảo hành anh chị nhé. Để được bảo hành cam kết một chiếc xe đẹp như thế này. Và bây giờ ta sẽ khám phá thêm về khối lượng phần máy của chiếc xe. Máy của chiếc xe để anh chị có thể biết được và chất lượng của nó ạ. Vâng, đây anh chị nhìn đây, cái máy rất mộc nhé. Bên em thì thực ra là bán hàng rất là chuẩn mực, bán hàng mộc và không rửa hóa chất để làm hại về nhìn có thể bóng bẩy, nhưng mà có thể làm hại về chất lượng của xe sau khi anh chị mang về sử dụng. Có thể để rửa cho nó sạch sẽ để anh chị đến nhìn thôi. Nhưng mà về hóa chất là bên em không dùng. Hóa chất thứ nhất là dùng thì chi phí nó cao. Hai nữa đấy là nhìn cái xe nó giả tạo đúng không ạ? Đấy, như thế này thì nhìn đã đủ sáng chưa? Anh chị đến là cũng đã thích mắt rồi. Chứ đừng phải nghĩ một cái gì nữa đúng không ạ? Tiếng máy đang nổ và đang để ở chế độ bật điều hòa mà máy nổ êm như thế này. Đây hệ thống chassis đây, nó còn nguyên bản tem mác của nhà sản xuất. Tất cả các chân máy còn nguyên zin từ con ốc luôn. Và ngay cả keo dàn cò cũng thế này. Vâng, với cái chất lượng máy thì bên em bảo hành theo hãng. Bảo hành về máy 1 năm về sử dụng cho anh chị sử dụng ở nhà. Sau khi sử dụng mà 1 năm xảy ra bất kỳ vấn đề này, Ba Tư Phan chịu mọi toàn bộ chi phí sửa chữa và có thể nhận lại xe nếu như nó là lỗi nặng và lỗi do nhà sản xuất. Chính vì thế cho nên tất cả những chiếc xe mà có lỗi về máy thì bên công ty Ba Tư Phan đã không nhập vào rồi. Và khi không nhập vào rồi thì chắc chắn sẽ không có việc đó là những chiếc xe đó kém chất lượng. Đúng ạ, vâng. Với cái việc đó là cẩn thận đầu vào và chắt chiu đầu ra thì bên công ty Ba Tư Phan luôn nhận được sự phản ánh tốt nhất của những khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ. Và quý khách hàng đến với Ba Tư Phan là đến với một địa chỉ uy tín với chiếc Hyundai ASEAN phiên bản đủ ATH số tự động được sản xuất 2018 này thì đang được chào bán với mức giá là 475 triệu đồng anh chị nhé. Một mức giá cực kỳ là phù hợp và một mức giá đẹp nhất cho quý khách hàng quan tâm và sử dụng. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi và chào tạm biệt.